Đồ gỗ nội thất Yuen kính chào toàn thể quý khách, xin giới thiệu với mọi người đây là bộ tần tụy hoàng siêu cong cột 12 chân 12 và hàng siêu dày. Từng thanh gỗ nhỏ nhất của sản phẩm được nội thất Yuen lọc lựa và chọn ra để tạo nên một bộ sản phẩm cực kỳ là đã mắt. Thì kính mời tất cả quý khách cùng nội thất Yuen đi vào chi tiết của từng món sản phẩm này. Bộ sản phẩm thì gồm có tất cả 6 món như các bác có thể quan sát trên màn hình. Đầu tiên đó là cái văng dài, có chiều dài là 2m53, cao từ mặt đất lên tới đỉnh trương là 1m23, rất là cao. Và sâu là sâu 79 phân, là tính chiều sâu tổng phủ bì, tính cả độ ngả luôn. Cột là cột cong 36, cột siêu cong, rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy cột không những là liền này, cột liền cả một khối và siêu cong. Thì để xẻ ra được cái cột mà có cái độ cong, biên độ cong đẹp như thế này thì khối gỗ để làm cột rất là to, rất là rộng. Thì những cái khối gỗ nhỏ thì không bao giờ xẻ được cái cột to. Những cái cột cong đẹp như thế này thì nó sẽ tốn gỗ hơn rất là nhiều. Thế nên để nói về giá trên thị trường hoặc là giá cả của những cái mẫu tần thủy hoàng 12 thì nó cực kỳ là đa dạng. Trên thị trường có cả những cái hàng chợ cột ghép nữa, thì cột nó sẽ cực kỳ là tiết kiệm gỗ. Cột hơi cong thì nó sẽ tiết kiệm hơn, và cột siêu cong thì càng tốn gỗ. Thế nên cột 14 chưa chắc đã tốn bằng cột 12 siêu cong đâu ạ. Những cái cột 14 mà hàng chấp ghép hoặc là những cái hàng cột đơ thì nó sẽ tiết kiệm gỗ hơn rất là nhiều. Nó chỉ dày hơn 2 phân, ví dụ 12, 14 thì cái độ rộng của khối gỗ nó sẽ hơn 2 phân, nhưng cái độ sâu của khối gỗ thì nó sẽ không cong được bằng so với những cột 12. Nên các bác so sánh giá cột 14, vì sao cột 14 nhiều nơi bán rất là rẻ? Tại vì hàng chợ hoặc là hàng cột không cong hoặc là dáng dấp nó sẽ không được đẹp, thì nó sẽ ít tốn gỗ hơn, giá thành chi phí nó sẽ thấp hơn. Còn đây là hàng cột 12 siêu cong. Không những vậy thì các bác có thể nhìn thấy từng đường vân thử gỗ này bên em lọc lựa rất là đẹp. Đặc biệt là vân ván và vân cột, vân ván, vân cột, vân vách đều rất là đẹp. Ván này thì có một cái suối vân phải nói uốn lượn rất là đã mắt, nhìn vô cùng là ấn tượng. Và không phải khối gỗ, không phải là cây gỗ nào cũng có đường vân đẹp xuất sắc như thế này. Các bác có thể nhìn thấy từ vân vàn đến vân khuôn tranh ở bên trong, bên ngoài đều rất là dày vân. Và ván liền tấm dày 2 phân. Đây chỉ là mộc thô thôi mà nhìn đường vân đã thích mắt như thế này, thì sơn lên nó sẽ còn nổi bật hơn, ấn tượng hơn nữa. Đoạn có 8 chân, tất cả 4 chân đằng trước, 4 chân đằng sau. Cái phần thắt lưng thì bên em thắt rất là cong, tạo ra cái độ cong mềm mại cho cái dáng ghế. Vách ghế thì đục bức tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai, sinh chữ phúc lộc thọ phú quý. Và hai bên vách cài thì bên em đục hoa dây như thế này. Và từng đường nét chạm trổ được xuống nền rất là sâu, thế nên bức tranh nó có độ sắc nét hơn bình thường rất là nhiều. Phía dưới huỳnh thì bên em trang trí đường nét hoa lan tây. Và từng chi tiết của sản phẩm đều được để ý chọn lựa, lọc lựa làm rất là kỳ công. Mặc dù chỉ là mộc thô thôi, chưa qua bất kỳ khâu làm nguội nào, nhưng sản phẩm nó đã có cái độ đẹp và nhìn đã rất là thích mắt rồi. Mai rùa thì là mai rùa liền này, mai rùa liền và liền cả xoáy luôn. Mai rùa rất là dày, dày liền cả xoáy. Và mai rùa bên em để trơn cột thì là cột liền siêu cong rồi. Trương là trương liền. Đấy. Trương liền liền cả xoáy. Chỗ này là chỗ vết lỗi của máy đục, khi mà đi vào hoàn thiện thì bên em sẽ cạo thì nó sẽ phẳng các bác nhé, không ảnh hưởng gì hết, chứ không phải là vết chấp ghép gì đâu. Đấy, trương liền chống đục ngay. Cột bên này cũng rất là đẹp, cột nhiều vân, dày vân. Đoạn này dài 2m53, cao là 1m23, sâu là 79. Cột vân veo này các bác có thể nhìn thấy không những vân ván mà vân cột cũng cực kỳ là đã mắt. Cột cong vút, cong như dấu hỏi. Đấy, giá trị đến từng chi tiết. Và đặc biệt cái chân, tất cả những cái phần chân cũng được bên em làm vanh cực kỳ là dẻo. Vanh các bác cứ để ý so sánh những cái hàng trên thị trường thì sẽ thấy được cái dáng dấp của những cái mẫu bàn ghế khác nhau. Thì từng chi tiết sản phẩm được chú ý làm rất là kỹ và được làm từ những người thợ tay nghề cao nhất, kinh nghiệm lâu năm nhất trong nghề mộc, thì nó sẽ có những cái đường nét dẻo hơn, đẹp hơn, và nó khác hẳn so với những cái phân khúc đại trà các bác ạ. Khuôn tranh dày 4, mặt ván dày 2, yếm dày 4, hai lượt chỉ và chân vén đế liền. Hai chiếc ghế đơn này thì đồng kích thước, có chiều rộng là 1m
12, cao 1m23 và sâu là 79, vách đục chữ Phú và Quý. Vẫn là những cái đường vân vàn rất là đẹp mắt. Đấy. Phải nói là xuất sắc luôn, từ vân vàn, vân đến cái vân ở mai rùa, vân cột. Đều rất là đều và đẹp. Đôn ngồi có kích thước là vuông 40, phủ bì là vuông 51. Vuông 51 tại vì nhiều nơi bây giờ họ báo kích thước phủ bì trên bàn, trên đôn, thì em cũng báo để cho các bác có thể so sánh. Không, các bác lại nói vì sao bàn hay là đôn của bên em lại làm nhỏ hơn. Thực tế là không nhỏ hơn các bác ạ. Mọi người báo kích thước phủ bì thì sẽ nghe rộng hơn. Bàn này có kích thước phủ bì là 88 x 1m6, và kích thước trên khuôn tranh em cũng nói luôn là 75 x 1m47. Đôn đầu bàn thì có kích thước là 75 x 40. Và kia là chiếc ghế đơn còn lại. Chiếc ghế đơn còn lại thì cũng đẹp như vậy. Đẹp từ vân ván đến vân cột. Quay gần để cho mọi người quan sát này. Vân rất là đẹp. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Thì sản phẩm đã được làm xong cái khâu mộc, và bên em sẽ đi vào hoàn thiện nữa. Nếu mà các bác nào có nhu cầu đặt cái bộ tương tự, hoặc là quan tâm đến những cái sản phẩm đồ gỗ cao cấp, thì có thể liên hệ tới Nội thất Hữu Huân theo số hotline là 0988 685 625. Thì cái bàn này em cũng nói qua luôn là bàn liền một tấm dày 2 phân, và bên em xuống nền rất là sâu. Đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió, đục cực kỳ là sắc nét. Có hai cái ngăn kéo và đôn đầu bàn có một cái chiếc ngăn kéo. Thì cái sản phẩm này các bác có thể nhìn thấy là những cái sản phẩm đồ gỗ chất lượng, hoặc là những cái sản phẩm đồ gỗ hàng kỹ, nó sẽ khác so với những cái hàng đại trà trên thị trường. Để các bác có thể cân nhắc lựa chọn ra cơ sở làm ăn uy tín, đặt niềm tin vào. Và bên em thì luôn luôn có những cái video quay từ khâu mộc này, khâu hoàn thiện này, và đến cả đến tay người tiêu dùng, lắng nghe ý kiến của khách hàng luôn. Những mà những cái bộ bàn ghế mà giao trong phạm vi gần, bên em giao tận tay, thì bên em sẽ quay video để cho các bác có thể thấy được cái độ chân thực nhất từ khâu mộc đến cái khâu hoàn thiện, và đến cái bước cuối cùng là giao đến tay khách hàng. Thì mọi người mặc dù là có thể là không có điều kiện đến tận xưởng bên em xem hoặc là tham quan, nhưng mà cũng có thể biết được cái uy tín, cũng như là biết được phần nào cái quy trình từ cái khâu mộc đến cái khâu nhận hàng, để có được cách nhìn khách quan hơn để cân nhắc lựa chọn ra và đặt niềm tin vào. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi, và xin hẹn gặp lại.